Laudetur de Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 3 gồm có Trước hết là bản tin Kết đến là một nền kinh tế Francisco và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha cho biết phẩm giá nội tại của con người là tiêu chí đánh giá công nghệ mới. Vatican, sáng thứ hai 27 tháng 3, trong buổi tiếp kiến các chuyên gia công nghệ, các nhà khoa học luật gia, triết gia và các đại diện giáo hội tham dự cuộc gặp gỡ thường niên Minerva Dialogues do Bộ Văn hóa Giáo dục Tòa Thánh tổ chức. Đức Thánh Trà nhắc nhở rằng trong các cuộc thảo luận phải làm sao để phẩm giá nội tại của mỗi người nam và người nữ trở thành tiêu chí chính trong sự đánh giá các công nghệ mới nổi. Đức Thánh Cha khẳng định, công nghệ và trí tuệ nhân tạo đem lại rất nhiều ích lợi cho nhân loại. Tuy nhiên, tiềm năng này thực sự đem lại ích lợi nếu những người đang làm việc phát triển công nghệ cùng hoạt động có đạo đức và trách nhiệm, đặt con người làm trung tâm. Ở điểm này, một mặt đức thánh cha khen ngợi hiện nay có sự đồng thuận trong các quy trình phát triển, tôn trọng các giá trị như tính toàn diện, minh bạch, an ninh, công bằng, bảo mật và đáng tin cậy, cũng như nỗ lực của các tổ chức trong việc điều chỉnh các công nghệ để thúc đẩy một sự tiến bộ đích thực, nghĩa là góp phần vì một thế giới tốt đẹp và một cuộc sống chất lượng hơn. Nhưng mặt khác, Đức Thánh Cha nhận xét, phát triển công nghệ đã không đi cùng với sự phát triển con người về trách nhiệm, các giá trị và lương tâm. Hơn nữa, thế giới ngày nay được đặc trưng bởi rất nhiều hệ thống chính trị, văn hóa, truyền thống, quan niệm triết học và đạo đức cũng như niềm tin tôn giáo. Các cuộc thảo luận ngày càng trở nên phân cực và không có sự tin tưởng và tầm nhìn chung về những gì làm cho cuộc sống trở nên xứng đáng. Các cuộc tranh luận công khai có nguy cơ trở thành bút chiến và không đi đến kết luận. Sau khi khẳng định rằng chỉ có cuộc đối thoại toàn diện, trong đó mọi người cùng tìm kiếm sự thật mới có thể đem lại một sự đồng thuận thực sự. Đức thánh cha mời gọi mọi người trong các cuộc thảo luận làm sao để nhân phẩm nội tại của mỗi người nam và người nữ trở thành tiêu chí chính trong sự đánh giá các công nghệ đổi mới. Trong bài nói chuyện, Đức thánh cha còn bày tỏ lo ngại các công nghệ kỹ thuật số đang góp phần làm gia tăng bất bình đẳng trên toàn thế giới. Điều này không chỉ thể hiện ở sự khác biệt về của cải vật chất, nhưng cả về khả năng tiếp cận, ảnh hưởng chính trị và xã hội. Ngài đặt câu hỏi, các tổ chức quốc gia và quốc tế có khả năng buộc các công ty công nghệ phải chịu trách nhiệm về tác động xã hội và văn hóa đối với sản phẩm của họ không? Liệu nguy cơ gia tăng bất bình đẳng có thể làm thiệt hại ý thức liên đới con người và xã hội của chúng ta không? Chúng ta có thể đánh mất ý thức về vận mệnh chung không? Thực tế Mục tiêu của chúng ta là sự phát triển đổi mới khoa học và công nghệ, đi cùng với bình đẳng hơn và hòa nhập xã hội. Nhấn mạnh đến khái niệm nhân phẩm nội tại, Đức Thánh Tra nói, giá trị cơ bản của một người không thể được đo lường bằng một tập hợp các dữ liệu. Trong các quy trình đưa ra các quyết định xã hội và kinh tế, phải thận trọng để không giao phó các phán quyết cho các thuật toán xử lý dữ liệu cung cấp, bởi vì dữ liệu này có thể bị ô nhiễm bởi định kiến xã hội, ảnh hưởng đến cơ hội phát triển của con người. Đức Thánh Cha kết thúc, tái khẳng định rằng chỉ những hình thức đối thoại thực sự, bao gồm tất cả mọi người mới có thể giúp nhận thức một cách khôn ngoan, cách đặt trí tuệ nhân tạo và công nghệ kỹ thuật số để phục vụ gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha mời gọi sinh viên công giáo tiến hành thay đổi thực tế. Và tì căng, trong một sứ điệp video gửi đến các sinh viên phong trào công giáo tiến hành của Ý, Đức Thánh Cha khuyên các bạn trẻ không quên vun trồng cuộc đối thoại với ông bà và biết thay đổi thực tế. Vào ngày 25 tháng 3, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Cha Giulio Dori, tổng phụ tá về lĩnh vực giáo hội của phong trào công giáo tiến hành Ý. Nhân dịp này, qua một video ngắn, Đức Thánh Cha đã gửi những lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ của phong trào. Công giáo tiến hành đang thực hiện một sáng kiến với chủ đề Sinh viên thay đổi thực tế. Từ điểm này, trong video, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi điều này có đúng không? Các bạn có khả năng thay đổi thực tế không? Các bạn hãy cẩn thận. Và Ngài giải thích đề cập đến hai loại thực tế. Một thực tế tốt làm cho các bạn trở nên khiêm tốn và một thực tế khác lôi kéo các bạn vào vòng xoáy tiêu cực làm suy yếu những tư tưởng chung. Thực tế này phải được thay đổi bởi vì nó làm các bạn trở thành tù nhân. Đức Thanh Trà khuyến khích các bạn trẻ thực hiện điều tích cực này, Ngài lặp lại trong video đôi khi ước mơ không thể thực hiện, nhưng các bạn có thể, các bạn có sức mạnh, có trí tưởng tượng, các bạn hãy thay đổi thực tế. Và Ngài nói tiếp, hãy để người khác giúp các bạn thực hiện điều này, hãy luôn đối thoại với người lớn tuổi. Cuộc đối thoại giữa những người trẻ và ông bà là điều rất quan trọng, nhưng hãy thay đổi thực tế. Sau đó, Đức Thanh Cha cảm ơn vì tất cả những gì các bạn đang thực hiện, những sinh viên đang thay đổi thực tế hãy tiếp tục và can đảm, hãy cầu nguyện cho cha và cha cầu nguyện cho các bạn. Xin Chúa chúc lành cho các bạn. Từ ngày 24 đến 26 tháng 3 vừa qua, tại Monte Sinvano ở vùng Abruzzo, trường đào tạo sinh viên đã quy tụ các sinh viên để thực hiện sáng kiến thế hệ 2030. Theo trang web Công giáo tiến hành, sáng kiến quy tụ 2.000 sinh viên, những người muốn chịu trách nhiệm hướng tới năm 2030 với một thế giới lành mạnh, công bằng. Họ quyết tâm thực hiện điều này không chỉ bằng lời nói, nhưng là theo đuổi những con đường tích cực để chuyển đổi trường học theo hướng bền vững. Đây là thách đố truyền giáo mà phong trào sinh viên công giáo tiến hành phải đối diện với công giáo tiến hành. Đức Thánh Cha cập nhật các quy tắc ngăn chặn và chống lạm dụng tính dục trong giáo hội. Vatican, Đức thánh Tre đã ban hành phiên bản cập nhật của tông thư Vos Estis Lux Mundi để cập nhật các quy tắc của giáo hội nhằm ngăn chặn và chống lại lạm dụng tính dục đối với trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương. hài hòa các cải cách lập pháp khác nhau được đưa ra từ năm 2019 và mở rộng các quy tắc áp dụng chúng đối với cả các lãnh đạo giáo dân của các hiệp hội giáo dân quốc tế được tòa thánh công nhận. Sau gần 4 năm thử nghiệm và tham khảo ý kiến rộng rãi với các giám mục và các thánh bộ của Giáo triều Roma, Đức Thánh cha Phanxicô đã ban hành dứt khoát các thủ tục để ngăn chặn và chống lại lạm dụng tình dục trong giáo hội Công giáo. Phiên bản cập nhật của tông thư Vosestit, Titus Các con là ánh sáng thế gian, được ban hành ngày 25 tháng 3 vừa qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4. Nó sẽ thay thế phiên bản được ban hành vào tháng 5 năm 2019 và xác nhận mong muốn của giáo hội là tiếp tục chống lại tội lạm dụng tình dục. Sự thay đổi quan trọng nhất được giới thiệu trong phiên bản mới của tài liệu liên quan đến các điều khoản trong tiêu đề 2. Các thủ tục trong tài liệu năm 2019 đưa ra các hướng dẫn chính xác về cách giải quyết các báo cáo về lạm dụng và đảm bảo rằng các giám mục và bề trên dòng tu phải chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ thông qua một nguyên tắc pháp lý được thiết lập phổ quát để báo cáo lạm dụng mà họ đã nhận thức được. Văn bản cập nhật xác định rằng cả các tín hữu giáo dân đang hoặc đã từng là những người điều hành các hiệp hội tín hữu quốc tế được tòa thánh công nhận hoặc thành lập, chịu trách nhiệm về các hành vi đã vi phạm khi họ còn đương nhiệm. Một sự đổi đáng chú ý trong khi phiên bản trước đề cập đến hành vi tình dục với trẻ vị thành niên hoặc người dễ bị tổn thương, văn bản cập nhật nói về một tội phạm điều răn thứ 6 của 10 điều răn với trẻ vị thành niên hoặc với một người thường có khiếm khuyết về việc sử dụng lý trí hoặc với một người lớn dễ bị tổn thương. Một thay đổi khác liên quan đến việc bảo vệ người nộp báo cáo về hành vi bị cáo buộc là lạm dụng. Ngoài ra, bản văn cũng củng cố các lời kêu gọi bảo vệ hợp pháp cho danh tiếng và quyền riêng tư của tất cả những người liên quan, cũng như nguyên tắc giả định vô tội đối với những người đang bị điều tra trong giai đoạn xác định trách nhiệm đang được tiến hành. Phiên bản cập nhật của Lus Mundi cũng quy định rằng các giáo phận thành lập một tổ chức hoặc văn phòng mà người dân có thể dễ dàng đến để báo cáo về các trường hợp lạm dụng nó cũng nói rõ rằng nhiệm vụ tiến hành cuộc điều tra thuộc trách nhiệm của giám mục hoặc đấng bản quyền của nơi diễn ra các sự kiện được báo cáo. Tài liệu bao gồm và tiếp tục bao gồm không chỉ lạm dụng và bạo lực đối với trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương, mà còn bao gồm cả bạo lực và quấy rối tình dục do lạm dụng quyền lực. Do đó, nghĩa vụ báo cáo cũng bao gồm các trường hợp giáo sĩ bạo hành nữ tu, cũng như các trường hợp quấy rối các trùng sinh trưởng thành hoặc các tập sinh. <laughs> các tín hữu được mời gọi quán đài trong cuộc lạc quyên thứ sáu tuần thánh giúp thánh địa. Vatican, trong một lá thư gửi cho các giám mục trên khắp thế giới, Đức Tổng giám mục Claudio, Bộ trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương, đã kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới hỗ trợ cho các kỳ tô hữu ở thánh địa. Nhắc lại việc mạo phạm tượng Chúa Kitô tại nhà thờ Chúa chịu đánh đòn ở Jerusalem hồi đầu năm nay, Đức Tổng giám mục Gujarotti nói, thánh giá bị cắt xẻo đó mời gọi chúng ta nhận ra nỗi đau của rất nhiều anh chị em của chúng ta những người đã nhìn thấy thi thể của những người thân yêu của họ những người bị đau khổ dày vò dưới đống đổ nát hoặc bị trúng bom và ngài mời gọi cùng đồng hành với nhau trên con đường thánh giá Ngài cũng ca ngợi công việc của các tu sĩ dòng Francisco ở đất thánh và những người khác đã giúp đỡ những người đau khổ, đồng thời duy trì nguồn hy vọng bằng cách chăm sóc những người bé nhỏ đang gặp khó khăn. Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương giải thích rằng sự hỗ trợ vật chất của các Kitô tơ hữu giúp duy trì ký ức về nguồn gốc của Kitô tô giáo giáo hội lan trọng khắp thế giới với lời rao giảng của các tông đồ và mỗi người chúng ta nhờ bí tích rửa tội đã trở thành một viên đá được mời gọi gắn kết với nền tảng là Chúa Kitô để xây dựng một tòa nhà thiêng liêng. Kết thúc thư, Đức Tổng giám mục Gujarati mời gọi các giám mục và tất cả các tín hữu hãy quảng đại đóng góp vào thứ sáu tuần thánh này cho thánh địa và bày tỏ lòng biết ơn của Đức Thánh Cha Francisco đối với tất cả những người trên khắp thế giới đã giúp đỡ để thực hiện cuộc hành hương hàng năm này đến nguồn cội của đời sống Kitô giáo cuộc lạc quyên hàng năm Protera Santa hỗ trợ thánh địa là một sáng kiến của Đức Giáo Hoàng nhắm duy trì mối liên kết chặt chẽ giữa các tín hữu trên khắp thế giới và các nơi thánh. Cuộc lạc quyên hỗ trợ công việc của dòng Francisco tại thánh địa, bảo tồn các nơi thánh và thúc đẩy sự hiện diện của Kitô hữu tại đất thánh và cũng giúp hoạt động hỗ trợ của bộ các giáo hội đông phương trong khu vực thông qua việc đào tạo các giáo sĩ và các tu sĩ, các hoạt động giáo dục và văn hóa và hỗ trợ trực tiếp cho các giáo hội. Hơn 1.000 người tham dự cuộc rước thánh thể trên đoạn đường 10 km Los Angeles. Ngày 25 tháng 3, lễ truyền tin Đức Tổng giám mục Jose Gomez, giám mục Tổng giám phận Los Angeles, đã chú sự cuộc rước kiểu thánh thể với sự tham dự của hơn 1.000 tín hữu trên đoạn đường 10 cây số để mang tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu trên các đường phố của Los Angeles. Sự kiện này là một phần của quá trình phục hưng thánh thể, một sáng kiến được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phát động kéo dài 3 năm cho đến tháng 6 năm 2025 với khẩu hiệu thì ta vì sự sống của thế giới trước cuộc rước thánh thể đức tổng giám mục Gomez đã chủ sự thánh lễ trong nhà nguyện truyền tin tại cứ điểm truyền giáo San Gabriel trong bài giảng đức cha nhận xét rằng đức mẹ Maria của chúng ta là người đầu tiên thực hiện cuộc rước thánh thể mẹ là người đầu tiên mang Chúa Giêsu đến cách đường phố và do đó đến với thế giới qua việc đi thăm người chị họ Elizabeth đức tổng giám mục của Los Angeles nhấn mạnh rằng Biến cố tham viếng là cuộc rước thánh thể đầu tiên và hôm nay, thưa các anh chị em, chúng ta tiếp tục truyền thống đó. Ngài mời gọi các tín hữu hãy thưa xin vâng với Thiên Chúa như mẹ Maria. Thưa vâng, theo kế hoạch của Người cho cuộc sống của chúng ta. Thưa vâng, theo tiếng gọi của Người để đi theo Người và mang ánh sáng và tình yêu của Người đến thế giới. Hôm nay chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng, sức mạnh và lòng can đảm để giúp chúng ta mang Chúa đến với thế giới như mẹ Maria đã làm. Ngài cũng nhấn mạnh, Thiên Chúa muốn chúng ta loan báo Chúa Giêsu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta để mang tin mừng về tình yêu của người đến với mọi người trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta hãy nhớ rằng, chúng ta có thể ở gần Chúa Giêsu như mẹ Maria đã ở gần với Chúa. Ngài khuyến khích, khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể, chúng ta có Chúa Giêsu trong chúng ta, mình và máu người, linh hồn và thần tính của người, giống như mẹ Maria vì vậy, hôm nay chúng ta hãy làm mới lại sự ngạc nhiên của chúng ta trước món quà của bí tích thánh thể. Nicaragua cho gia đình thăm đức cha Rolando Alvarez trong tù. Managua, thứ Bảy ngày 25 tháng 3, chính phủ Nicaragua do Tổng thống Daniel Ortega lãnh đạo đã cho gia đình vào thăm đức cha Rolando Alvarez của giáo phận Matagapa bị kết án 26 năm 4 tháng tù với tội danh phản quốc. Những hình ảnh do chính phủ công bố cho thấy bên trong nhà tù với hệ thống an ninh nghiêm ngặt, Đức cha Rolando Alvarez trong trang phục tù nhân có gia đình ở bên cạnh. Những hình ảnh này được công bố sau khi một số thành phần phe đối lập Nicaragua và các tổ chức nhân quyền yêu cầu bằng chứng Đức cha vẫn còn sống. Trong một phiên tòa, Đức cha Alvarez cùng với 222 tù nhân chính trị khác bị kết tội đã thực hiện các hành động làm suy yếu nền độc lập, chủ quyền và quyền tự quyết của người dân, đồng thời kích động bạo lực khủng bố và gây bất ổn kinh tế. Cùng với bản án kết tội này, tòa ra lệnh trục xuất tất cả vì đã phản bội tổ quốc và như thế bị tước quyền công dân Nicaragua vào tháng 2, sau khi từ chối bị trục xuất trên chiếc máy bay sẽ đưa ngài đến Hoa Kỳ cùng với 222 tù nhân chính trị khác. Tòa án Nicaragua kết án đức cha 26 năm 4 tháng tù vì tội âm mưu phá hoại sự toàn vẹn quốc gia và loan truyền tin giả. Đức trẻ Alvarez là giám mục đầu tiên bị bắt, bị buộc tội và bị kết án kể từ khi ông Daniel Ortega trở lại nắm quyền vào năm 2007 sau khi lãnh đạo chính quyền dân sự từ năm 1979 đến năm 1985 và cầm quyền Nicaragua từ năm 1985 đến năm 1990 kể từ tháng 4 năm 2018, Nicaragua đã trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội, nổi bật là sau cuộc tổng tuyến cử gây tranh cãi vào ngày 7 tháng 11 năm 2021. Trong đó, ông Daniel Ortega tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm, lần thứ tư liên tiếp và lần thứ hai với vợ ông, bà Rosario Murillo, với tư cách là phó tổng thống. Trong khi đó, các đối thủ chính đang ở trong tù hoặc phải lưu vong quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt chuyên mục nền kinh tế Francisco. Những phản hồi từ quý thính giả. Đã hết bệnh tật chưa mà đến lớp rồi? Cô nhà thầy. Dạ chắc chắn là hết rồi thầy nhưng mà còn cái khâu mà Phục hồi sức khỏe thì còn phải lâu dài Nhưng mà vì cái tinh thần ham học nó cao quá Cho nên con bất chấp cũng tới đây đó thầy ạ Dữ vậy á Mình không thể tin là có một người sinh viên Mà có thể học hành nghiêm cận đến mức độ đó rồi nhá. Nhưng mà nó cũng có lý do của nó thầy ạ à. Thầy biết rằng hình ghê luôn tuần trước con nghỉ học Chứ con mà đi học chắc con bệnh thêm một tháng nữa luôn đó. Nhưng mà đó cũng là lý do Mà hôm nay con Dù con chưa có khỏe hẳn nhưng mà con phải tới đây Để gặp thầy á Ủa lý do gì vậy thầy biết không ở nhà con học online á mà con muốn điên cái đầu luôn á thì nói cái gì con chẳng hiểu gì hết à, cái vốn trình thuật của tuần trước đúng không đấy 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 à, đúng rồi thì bởi vì vốn ừ. trình thuật mà nó cần thời gian cần quá khứ cần nhìn lại nên là thôi hôm nay nếu mà có ôn lại bài ấy thì cũng khó hiểu lắm nhưng mình cần thời gian nó tương lai này kia mình nhìn lại thì nhiều khi nó tốt hơn <laughs> mỗi cái từ chữ mỗi cái từ mà vốn trình thuật là con thấy không ăn nhập vào đâu rồi đó. Tự nhiên đang học về nền kinh tế có cái chữ trình thuật trong này, cuối cùng nó là cái gì thầy? À, đúng là có vấn đề trình thuật và văn học đó. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua một cái bước trình thuật mới, khó hơn hôm tuần trước. Vậy thôi cho con đi về chứ không con lại nằm liệt giường thêm mấy bữa nữa. Đúng rồi. À, nếu bạn trẻ muốn về thì cứ về nhé, bởi vì trình thuật hôm nay chúng ta sẽ đọc về ba bức thư của quý thính giả gửi đến chương trình. Hấy? Hấp dẫn dữ vậy? Thôi Thế thôi, nhưng bất chấp thôi. Học bữa nay có bệnh tật gì cũng cũng cam chịu <laughs> đeo khẩu trang vô chùm tôi cái thầy ơi thầy Hử? Ừ? hay hay là bây giờ thầy vô luôn cái trình thuật của thầy luôn đi nhiều khi con nghe xong con hết bệnh ấy. Ờ, cái, cái, này không hẳn là trình thuật của thầy mà là trình thuật của quý thính giả gửi đến chương trình trình thuật một ý là là sau khi người ta nghe xong cái trình thuật thầy thuyết trình hôm bữa một mình á là người ta gửi thư tới người ta kiện cáo thầy giảng không hiểu đúng không cái này là người ta đang lắng nghe chương trình cả một thời gian rất là dài rồi à bây giờ người ta gửi đến những cái thắc mắc người ta gửi đến những cái ưu tư sao cứ nhắc đi nhắc lại cái vốn trình <laughs> thuật tuần trước nhỉ <laughs> tại vì đối với con cái bài hôm đó thực sự là dùng từ sao ta nó rất là thôi bây giờ chúng ta đi vào cái trình thuật đơn giản này dạ đúng rồi con thích đơn giản mà thầy <laughs> Sao bây giờ muốn đọc thư đầu tiên luôn không cho thầy thì cho con coi cái lá thư như thế nào mà thầy. thư của chị Thoa giáo phận Xuân Lộc chị Thoa không biết chị Thoa có đang nghe chương trình không À, đây là thư của chị Thoa nè kính gửi ban biên tập chương trình nền kinh tế Francisco, tụi con đang có những hoạt động giúp đỡ người công nhân sau thời gian đại dịch nhiều công nhân không có việc làm chúng con cố gắng kết nối với các doanh nghiệp cần nhu cầu tuyển dụng cũng như liên kết với một số chủ trọ để giãn ngày trả tiền thuê trọ cái này hay quá hệ ha đúng rồi hồi xưa lúc mà trong giai đoạn đại dịch con cũng cũng nghe cái tình trạng mấy cái người mà mà ở phòng trọ mà bị bị lấy tiền gấp với thầy Đúng rồi. mà may ra có có chị Thoa như vậy tốt quá à? ừ. để coi chị viết gì tiếp này qua chương trình chúng con ước mong chương trình là kênh trung gian để kết nối những người thiện chí, có chung chí hướng phục vụ và đồng hành với anh chị em công nhân đang gặp khó khăn ừ. chúng con tin rằng càng nhiều ý tưởng càng nhiều tấm lòng giúp đỡ anh chị em thực sự là một một thính giả rất là nhiệt tâm nhiệt, nhiệt tình. Có nghĩ là chắc cũng còn rất nhiều những khán thính giả giống như vậy mà chưa có cơ hội được giải bày cái tâm tư như vậy thôi thầy nhỉ. Ừ, đúng rồi. Và nếu mà quý thính giả nào lắng nghe chương trình và có những ưu tư hoặc có những hoạt động mà được gợi hứng như hoạt động của chị Thoa đó thì có thể gửi email đến chương trình và chương trình sẽ đóng vai là một kênh nối kết những người thiện trí chung hoạt động, những người công nhân và những người lao động ha. Cảm ơn chị Thoa rất nhiều với cái lá thư đầy tâm huyết này để con uống miếng nước đã rồi đọc tiếp cái lá thư tiếp theo mời thêm nước nha ok thôi bạn trẻ có uống nước đi để mình đọc thư thứ hai cho ha ừ. đọc được bao nhiêu thì đọc nè dạ thầy đọc hấp dẫn lên chút nha thầy khó quá đọc hấp dẫn là khó đấy nha <laughs> tại vì con đang rất là đau cổ nên con đọc nó hơi buồn chút rồi thầy giờ thầy đổi vai để đọc nó hấp dẫn đi ok đây là thư của bạn anh đức và tuấn anh sinh viên năm ba đại học công nghệ thông tin đại học quốc gia thành phố hồ chí minh gửi ban biên tập của chuyên mục nền kinh tế Francisco cũng như các cha các thầy các sơ của Radio Vatican News tiếng Việt. Rồi, hai ôi ôi. bạn sinh viên là hết sức là. <cười> <cười> Rồi, thật sự là rất vui khi mà có những bạn sinh viên như thế này luôn đó, thầy. Sao à, thầy hai bạn nói gì ạ? À? Chúng con mới biết đến chương trình được khoảng 2 tháng nay và hiện tại chúng con đang tham gia một nhóm hoạt động môi trường quanh khu vực đa quốc gia vào mỗi hai chủ nhật hàng tháng, à, tức là hàng tháng là có hai có hai chủ nhật là, là các bạn ấy ừ. tham gia hoạt động môi trường đó. Ừ nhưng mà nếu chỉ là một nhóm hoạt động môi trường như ba hoạt động khác thì câu chuyện cũng không thể đi xa hơn. Ừ, tức chắc là các bạn đi trăn trở về nếu mà chỉ có hoạt động môi trường thôi đó đi đi thôi môi trường thì cũng ừ. có thể đi xa hơn được. Ừ. theo chúng con tìm hiểu và quan sát thì những nhóm môi trường khác cũng chỉ hướng đến hoạt động môi trường mà thôi. à cái này giống như hồi xưa hồi lúc trước con với thầy con học với thầy con hay nói là nếu như mà nền kinh tế Francisco cũng giống cũng giống như những cái những chương trình khác bên ngoài ừ, ừ, ừ. là đi dọn vệ sinh rồi thu hào oh, bảo phải... vệ môi trường này kia thì đúng nó cũng, không? Không? Ờ, cũng bình thường thôi ờ, đúng rồi ý của hai bạn này cũng ờ, cũng giống là, chắc với mình giống ha ờ. <laughs> À, đây này có này có điểm may này. họa may có một số nhóm có tính công giáo thì cũng đã nghe đến thông điệp Laudato Si ừ. mà có vẻ như các bạn ấy muốn đẩy xa hơn đúng không ờ. chúng con rất hứng thú với cách tiếp cận của kinh tế Francisco liên quan đến chiều kích khuyên đệ và xã hội trong hoạt động bảo vệ môi trường con không ngờ là con cứ nghĩ là con làm con con học với chương trình này cùng với thầy thì Chắc chẳng có ai quan tâm tới đâu ừ. tại nhiều khi con thấy mình nói mình xàm lắm <cười> <cười> nhiều khi con nghĩ ừ. con học xong một bữa con... với thầy con về nhà con nghe lại mà con thấy mình nói gì đâu tào lao không rồi ừ. vậy mà cuối cùng vậy cũng có người quan tâm ha vậy cũng có người quan tâm ăn ở phần nào ừ. Ừ. À, và bạn anh đức tuấn anh cũng cũng giống như chị Thoa đó là mong muốn uh, chương trình của mình á là một cái kênh nối kết tức là nếu mà quý thính giả nào có những cái thao thức hoặc là các bạn sinh đặc biệt các bạn sinh viên có những thao thức như anh đức và tuấn anh á thì có thể email đến chương trình và à, chương trình sẽ tiếp tục nối kết anh Đức Tuấn Anh và các bạn có chung ý hướng bảo vệ môi trường mà đi vào cái chiều kích sâu xa của tình huynh đệ và xã hội có thể đây là những cái kinh nghiệm và những trải nghiệm rất là tốt cho tuổi trẻ của các bạn ha sao mà con ngưỡng mộ các bạn trẻ thời bây giờ quá thầy hồi xưa con học ở đại học ở Việt Nam á chứ con không có những cái tâm huyết như vậy ta chắc là vì chưa có nền kinh tế fanxico. Hả? đúng không <laughs> Thôi đi, lúc đi học ở đây thì than lên than xuống Giờ thấy có người ta phản hồi thì kéo là <cười> <cười> Mà học thật ra thì Đã nói là Tuổi trẻ tài cao đó thầy ừ. Hy vọng là có nhiều bạn trẻ cũng giống như vậy Mà nãy giờ con thấy có nhiều thành phần quá ha Chị Thoa Lúc nãy là Có lẽ chị là một Cái này không rõ bởi vì chị Thoa không có ghi cho đến chương, ừ. chương trình là Chi tiết thế nào đó Nhưng mà có lẽ chị cũng không phải là một sinh viên đâu Đúng rồi à, Rồi à. hai bạn sinh viên rất là trẻ Ừ không biết còn thành phần nào đã gửi thư đến chương trình nữa không thầy nhỉ? Đó, email thứ ba là doanh nhân thật nè. Ừ. Uh, email của anh Cường, giám đốc một công ty nông sản ở quận 7. Thì anh Cường có gửi một email khá là dài đó. Thì nếu anh Cường có nghe chương trình này thì chương trình xin tóm lại một số ý chính trong cái ưu tư và những cái trăn trở và những cũng những cái hoạt động kinh doanh của anh Cường hiện giờ đó. Nhưng mà thầy thầy nhớ forward cái email anh Cường cho con đọc với thầy. Thầy tóm lại bớt đừng cái ý nhiều khi con muốn đọc hết những cái tâm tư của anh Cường. Ok. <laughs> À anh Cường hiện tại là giám đốc một công ty nông sản ở quận 7. Anh Cường rất là quan tâm đến cái việc nâng cao thu nhập và đời sống của công nhân, bởi vì hiện tại thì công ty của anh có khoảng 80 công nhân. Nhưng mà anh cũng suy tư về việc là làm sao có thể bảo vệ môi trường, bởi vì anh làm trong ngành đóng gói các cái hạt á, các hạt ngũ cốc rồi các uh, phân phối các cái sản phẩm nông sản, cà phê, ca cao. Ừ. ừ. Nhưng mà bảo vệ môi trường thì cũng phải đảm bảo cái giá cả cạnh tranh với đối thủ chứ. Đúng rồi. Uh, thì trước kể là phải đảm bảo nguồn thu mua giá hợp lý cho người nông dân đó. cái đó một là một cái thách đố rất lớn cho các nhà doanh nghiệp với thầy. đúng rồi. Đúng rồi. Làm sao mà như bữa con với thầy có bạn tới vừa là bảo vệ môi trường vừa đảm bảo cái gọi là tình huynh đệ mà cũng phải đảm bảo cái thu nhập. đúng vậy, chưa giờ mà để chấp nhận thua lỗ thì không được rồi. rồi. đây là một câu chuyện rất là dài và email của anh cường thì chương trình chị được đó một số điểm chính yếu đó liên quan ừ. đến những, những thao thức của anh. Thế nếu còn um, thời gian thì chúng ta sẽ bàn thảo thêm trong các số tiếp theo ha. Ừ, tiếc quá. Con lại muốn nghe thêm cái email của anh Cường. À. vậy thì chúng ta tiếp tục hẹn quý thính giả vào tuần sau ha. Nếu trong tuần này tiếp tục có những thính giả gửi email đến chương trình thì thì chúng ta sẽ sắp xếp một số nào đó của chương trình Nền Kinh tế Francisco để tiếp tục chia sẻ những uh, lá thư và những cái trăn trở của quý thính giả ha. Con rất là hy vọng có những khán thính giả nhiệt tâm, nhiệt tình như vậy. Để anh Chi thì biết không? Ừ. Con thì thích nhiều chuyện, thích nghe chuyện thôi. Cho nên là khán thính giả nào mà gửi thư nhiều tới thì con lại càng đỡ bớt phải suy tư về những cái triết lý của thầy. Về những cái trình thuật, <laughs> về những cái... Đó là đó là câu chuyện của nền kinh tế Phan Xích Cô. Đó là cái câu chuyện, đâu phải là suy tư ở riêng của thầy đâu. Thôi, nhưng mà dù sao thì thầy cũng là một người rất là nhiệt tâm, nhiệt tình có những khán thính giả lắng nghe chương trình và cũng có những cái phản hồi tích cực hoặc là như con chẳng hạn dù bệnh tật đau ốm nhưng mà cũng vẫn cố gắng tới đây thôi tuần này cũng đỡ mệt mỏi suy tư nên con chắc không bệnh thêm đâu tuần sau chắc chắn con sẽ tới đó thầy ạ à. ok vậy hẹn là bạn trẻ và quý thính giả vào tuần sau nhé chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ trao đổi về một nền kinh tế mới một nền kinh tế tôn trọng sự sống yêu mến con người và môi sinh các bạn có thể công tác bằng cách gửi những câu hỏi thắc mắc trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế fasico a gmail com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang facebook vatican news tiếng việt hoặc để lại dòng comment trên youtube nhé hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới xin chào, chào và, và hẹn gặp, gặp lại vatican news tiếng việt chuyên mục gương chứng nhân đối thoại liên tôn qua bóng đá tại một ngôi làng công giáo ở Pakistan. Ở Pakistan có một ngôi làng được gọi là làng công giáo của Kospur, có nghĩa là vùng đất hạnh phúc. Ngôi làng còn được gọi là Vatican của Pakistan, bởi vì từ khi được thành lập vào năm 1901 bởi các thừa sai Capuchino người Bỉ, ngôi làng chỉ có các gia đình nông dân công giáo sinh sống. Nhưng chính từ ngôi làng công giáo này, qua các trận bóng đá, công cuộc đối thoại liên tôn đã đem lại nhiều hoa trái. Mỗi năm một lần, ngôi làng nhỏ với 7.000 tín hữu đã trở thành một nơi tuyệt vời qua việc đón tiếp nhiều thanh thiếu niên từ khắp mọi miền của Pakistan đến tham gia hoạt động thể thao. Từ đó nảy sinh tình bạn, tinh thần thi đấu lành mạnh. Tất cả xoay quanh một quả bóng, trên một cánh đồng hoang sơ. Tuy nhiên nơi này lại trở thành một nơi diễn ra những trận đấu liên tôn, thu hút các bạn trẻ và cả người lớn cùng với các vị lãnh đạo các tôn giáo như hồi giáo và công giáo. Mọi người đến đây để đồng hành và cầu mong các đội thi đấu thể thao sẵn sàng chia sẻ những nụ cười, những cái bắt tay, những bữa ăn và cả cầu nguyện. Giải đấu ra đời dưới sự bảo trợ của hai khuôn mặt vĩ đại, đầu tiên là Thánh Joan Bosco, vị thánh với kinh nghiệm nguyện xá đã hiểu thể thao có thể trở thành một công cụ giáo dục hiệu quả và phát triển nhân bản, đạo đức và thiên liêng cho giới trẻ. Vị thứ hai là thừa tác viên công giáo Sabat Bati, sinh ở Kospo, bị quân khủng bố giết vào năm 2011 và đã được giáo hội nhìn nhận là vị tôi tớ chúa. Sân bóng được mang tên của vị tử đạo này. Tất cả những người trẻ khi tham gia thể thao đều được truyền cảm hứng các giá trị hòa nhập, đối thoại, Tình huynh đệ mà tôi tới Chúa Ba -tì đã làm chứng trong suốt cuộc đời tại thế, cũng như những đóng góp mà vị tứ đạo đã cống hiến cho đất nước. Mọi sự bắt đầu cách âm thầm cách đây 23 năm, nhờ trực giác của một linh mục địa phương. Qua nhiều năm, sự kiện này đã phát triển và đạt đến một cấp độ không thể tưởng tượng được đối với một môn thể thao như bóng đá, không phổ biến ở các nước Nam Á như Ấn Độ và Pakistan. Giải bóng đá Đông Bosco toàn Pakistan đầu tiên diễn ra tại đây vào năm 2000, với sự tham gia của bốn đội kitô giáo nhưng trong nhiều năm người hồi giáo cũng tham gia biến sự kiện này thành một khoảnh khắc gặp gỡ và đối thoại giữa hai cộng đoàn giải bóng đá giới trẻ liên tôn một sáng kiến do cộng đoàn công giáo địa phương khởi xướng không có nhà tài trợ cung cấp tài chính nhưng dựa trên sự tình nguyện và sớm nhận được sự quan tâm của các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo chính từ những chia sẻ tinh thần thúc đẩy kinh nghiệm về tình huynh đệ, gặp gỡ, đối thoại giữa những người trẻ mà giải đấu trở thành một liều thuốc giải độc cho mọi hình thức bạo lực, bất khoan dung và khủng bố. Khi tham gia lễ hội thể thao, những người trẻ rất khác nhau dành cả tuần cho tình bạn, cầu nguyện, chia sẻ và cuộc sống chung ở Cospo, với niềm tin rằng hòa bình và hòa hợp được xây dựng bằng những cử chỉ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, nuôi dưỡng sự tin tưởng lẫn nhau. Giải đấu nghiệp dư quy tụ hơn 500 thanh niên từ khắp đất nước về ngôi làng nhỏ là một sáng kiến đáng mừng, một ví dụ về sự chung sống hài hòa giữa các nền văn hóa và tôn giáo ở Pakistan. Đức cha Red nhận xét, đó là một sự kiện nuôi dưỡng hy vọng về một đất nước tốt đẹp hơn, nơi mọi người, ngoài đức tin tuyên xưng, có thể được hưởng các quyền bất khả xâm phạm và sống một cuộc sống với phẩm giá, an ninh và hòa bình. Đây là quốc gia mà những người trẻ tuổi của chúng tôi mơ ước. Saed, đại diện dân sự của thành phố Faisalabad giải thích, mục đích của giải đấu là tạo ra một nền văn hóa ở đất nước chúng tôi, nhằm ngăn chặn sự phân biệt đối xử bất công và thù hận đối với người khác vì lý do sắc tộc, tín ngưỡng hoặc văn hóa. Trong bầu khí lễ hội, đoàn kết và liên đới toàn dân tộc, các Kitô hữu, tín đồ hồi giáo và ấn giáo quy tụ cùng nhau vui chơi, chia sẻ bữa ăn và cầu nguyện. Ở giải năm nay, các chàng trai công giáo ở Kuspu đã thắng các cầu thủ câu lạc bộ thể thao Afghanistan của Quetta đến từ Balochistan với tỷ số 2-1 trong một trận chung kết cam go. Sau những cái ôm và nụ cười và sau khi nâng cúp, nghi thức tạ ơn cuối cùng diễn ra trong nhà nguyện được dân kính đức trinh nữ Maria. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudatores, Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.